Tào Tháo đa nghi trước khi chết đã làm một việc vô cùng lạ, thách thức hậu thế ngàn năm. Tào Tháo là một nhân vật gây nhiều tranh cãi đối với các nhà nghiên cứu. Gần 2.000 năm sau khi qua đời, hậu thế vẫn chưa thể tìm ra được ngôi mộ thật sự của ông. Suốt 2.000 năm qua, nhiều câu chuyện, nhiều chuyên gia, nhiều nhà nghiên cứu không tìm được nơi yên nghỉ của Tào Tháo, đặc biệt là những bí ẩn ly kỳ xoay quanh 72 ngôi mộ giả của ông. Tào Tháo sinh năm 155 và mất năm 220 là một nhà chính trị quân sự kiệt xuất, đồng thời là nhà thơ xuất sắc vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, hình tượng của Tào Tháo lại là một trong những nhân vật ghi tranh cãi nhất trong gần 2 ngày năm qua, và phần nhiều đều cho do ảnh hưởng từ tác phẩm nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sinh thời nổi tiếng là người có công lớn trong việc dẹp loạn, khăn vàng, động trác, đồng thời đặt cơ sở lập nên chính quyền tàu ngụy hùng mạnh vào thời kỳ Tam Quốc. Tuy nhiên thì Tào Tháo cũng là một người nổi tiếng đa nghi nhiều người cho rằng trước khi qua đời, nhà quân sự kiệt xuất này đã làm một việc kỳ lạ chưa từng thấy để ngăn chặn sự xâm phạm của mộ tặc và kẻ thù. Đó chính là ra lệnh làm rất nhiều mộ giả để kẻ thù không biết được đâu là ngôi mộ thật của ông. 72 ngôi mộ giả được chuẩn bị từ trước và được bố trí một cách khéo léo. Cụ thể là vào ngày an táng, 72 chiếc quan tài từ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều được khênh ra các cổng thành vào cùng một lúc và được chôn cất ở 72 vị trí khác nhau. Và theo cách này thì hài cốt của Tào Tháo đã được chôn vùi một cách bí ẩn và nghi vấn về 72 ngôi mộ giả của ông vẫn còn là một câu đố nan giải đối với nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong hàng nghìn năm qua. Liên quan tới ngôi mộ thật sự của Tào Tháo, không ít nhà nghiên cứu đã đau đầu, giải mã không ít ẩn ý trong các bài thơ cổ. Theo đó thì một bài thơ thời nhà Tống cũng từng gợi ý về truyền thuyết 72 ngôi mộ của Tào Tháo với đại ý rằng khi còn sống thì ông sẽ bị người Hán lừa dối, và sau khi chết thì ông sẽ lừa dối mọi người. Không rõ thực hư cụ thể, nhưng rõ ràng, bài thơ này ẩn ý về việc Tào Tháo đang nghi đã có những tính toán đề phòng từ trước khi chết và muốn dùng 72 ngôi mộ giả nghi vấn để tạo nên sự nhầm lẫn cho người khác. Nhiều giả thuyết tranh cãi trái chiều liên tục nổ ra về tung tích của ngôi mộ thực sự mà Tào Tháo đang yên nghĩ bài toán 72 ngôi mộ giả của Tào Tháo thách thức hậu thế ngàn năm. Tính tới hiện tại, chủ yếu có ba lập luận suy đoán nổi tiếng về ngôi mộ thực sự của Tào Tháo. Thuyết thứ nhất cho rằng Tào Tháo đã được chôn cất ở Đổng Tước Đài ở Nghiệp Thành. Đây cũng chính là một trong số 72 ngôi mộ nghi binh của ông khiến cho hậu thế tranh cãi vì không biết đâu là thật, đâu là giả trong khi đó thuyết thứ hai lại nghi ngờ nhân vật nổi tiếng tại tam quốc đã được chôn cất ở dưới nước và cụ thể là ở dưới đáy sông chương hà tương truyền thì ngôi mộ dưới nước có một lối đi bí mật và chỉ khi dòng sông khô cạn thì mới có thể nhìn thấy tuy nhiên thì truyền thuyết này vẫn chưa có bằng chứng xác thực và cuối cùng thuyết thứ ba thì cho rằng tào tháo vốn dĩ không được chôn cất ở nghiệp thành sau khi qua đời mà được an táng ở bên ngoài thành phố Hứa Sương thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Mặt khác, theo ghi chép trong Tam Quốc Chí, mệnh lệnh cuối cùng được Tào Tháo ban hành trước khi qua đời, là yêu cầu lăng mộ của ông phải ở trên đồi cao, không được đánh dấu. Điều đó có nghĩa là lăng mộ phải được xây dựng ở bên trên đất cao. Theo sử liệu tiết lộ, trong di lệnh của mình, Tào Tháo đã đề xướng bạc tán, tức là chôn cất, mai tán một cách đơn giản ở phía tây nghiệp thành quốc đô của nước Ngụy, gần đền thờ Tây Môn Báo và là nơi an táng của ông được gọi là Cao Lăng. Ngoài ra, không được bồi tán châu báu vàng bạc và mặc quần áo bình thường. Do không xây dựng điện tế kiên cố, không có trồng cây hay quay đất để xây lăng, nên ngôi mộ của Tào Tháo đã không hề bị những kẻ trộm mộ dòm ngó. Kỳ thực thì sự tính toán kỹ lưỡng cùng với chủ trương mai táng đơn giản của Tào Tháo thực sự đã trở thành một bài toán khó cho các sử gia nhà nghiên cứu cùng với các nhà khoa học sau này. Trên thực tế thì không ít lần các chuyên gia tìm thấy các ngôi mộ cổ nghìn năm với ghi vấn là mộ của Tào Tháo. Tuy nhiên khi đem so sánh với những ghi chép trong lịch sử thì lại không phù hợp và làm nảy sinh ra không ít tranh cãi trong giới nghiên cứu. Và gần đây nhất thì vào tháng 3 năm 2018, nhóm chuyên gia khảo cổ tại Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học của tỉnh Hà Nam đã phát hiện ra tàn tích của một lăng mộ rộng lớn bao gồm hai công trình và một đường hầm ở Tây Cao huyệt và cho rằng hài cốt của một người đàn ông ngoài 60 tuổi đó chính là Tào Tháo, nhà chính trị quân sự kiệt xuất ở thời Tam quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng do lo sợ kẻ thù hoặc là bộ tộc có thể xâm phạm tới nơi yên nghỉ của cha, nên Tào Phi tức là Ngụy Văn Đế đã ra lệnh phá hủy đi những di tích ở trên bề mặt của ngôi mộ. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, những phát hiện trên cũng chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục. Thực sự và có lẽ vị trí của ngôi mộ thực sự của Tào Tháo, một chính trị gia nổi tiếng thời Tam Quốc, vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải mã xoay quanh những câu chuyện kỳ ảo về 72 ngôi mộ giả. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.